năm 2016 và đưa vào vận hành chính thức là 2018. Gồm có hai phần. Thứ nhất là phần cứng, đó là những hệ thống data logger chúng tôi lắp đặt trực tiếp ngoài hiện trường. Thứ hai là cái phần mềm, đây là cái ứng dụng mà tự công ty xây dựng. Khi mà có sự cố xảy ra trên mạng lưới á, thì là cái trạng thái của logger nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, và từ đó giúp nhân viên có thể là lập tức là lưu ý và kiểm tra và triển khai khắc phục sự cố. Trước đây, để biết được áp lực, để biết được lưu lượng, để biết được những cái sự cố trên hệ thống mạng lưới cấp nước thì chúng tôi phải đi trừng tra trên toàn địa bàn để biết, rất tốn rất nhiều thời gian. Và hiện nay với cái công nghệ, với cái thiết bị SCADA này giúp cho chúng tôi ở đơn vị có thể kiểm soát, có thể phát hiện được những cái sự cố, những cái khu vực áp lực không đảm bảo để tăng áp, để đảm bảo việc cấp nước cho khách hàng được an toàn.